Và các bác sĩ cũng có nói là thừa cân béo phì thì sẽ ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của trẻ em. Trong đó thì có những cái khả năng như là mắc những cái bệnh lý nghiêm trọng. Vậy thì xin được hỏi bác sĩ Đỗ Thị Ngọc Diệp là trẻ em thừa cân béo phì thì sẽ có nguy cơ mắc các bệnh lý nguy hiểm nào thưa bác sĩ? Câu hỏi của Hải Yến, chúng ta cùng với nhau xem là nếu mà thừa cân béo phì thì có những cái tác động xấu gì với sức khỏe. Với trẻ em bị thừa cân béo phì, nếu càng xuất hiện sớm thì cái nguy cơ với sức khỏe sẽ càng nhiều. Nguy cơ đầu tiên chúng ta sẽ tưởng tượng một cách rất là dễ hiểu, đó là nếu mà em bé của chúng ta nặng quá thì có đúng là cái xương của em bé nó sẽ khó lòng mà có thể phát triển một cách bình thường. Em bé dễ bị cong chất nếu mình hiểu nôm na như thế. Thứ hai là nó cái trọng lượng quá lớn như này thì tác động xấu đến cái mặt khớp, cho nên sẽ ảnh hưởng đến cái xương và khớp của em bé. Một số các trường hợp béo phì rất là nặng làm trượt cái sụn tăng trưởng và nó làm cho em bé có cái cảm giác đau âm ỉ. Nếu mà chúng ta không chú ý, không phát hiện sớm thì chúng ta cứ nghĩ là các em bé đang tăng lớn, đang tăng tăng lớn nên cái xương nó mọc nhanh quá. Rất là nhiều phụ huynh hay hay tưởng tượng như vậy, nhưng thực ra các cháu bị trượt cái sụn tăng trưởng và nó làm ảnh hưởng tới tổn thương khớp và thêm nữa là làm cho các cháu chậm tăng trưởng chiều cao. Phần thứ hai đó là các cháu hay bị đau lưng, đặc biệt là thắt lưng. Nguyên nhân là vì thế nào? Nguyên nhân là vì rất là đặc biệt, đó chính là tại vì cái trọng lượng cơ thể nó đè nặng lên cái phần thắt lưng, thì chúng ta thấy là tổn thương cơ xương khớp khá là phổ biến. Phần thứ hai đó là các cháu sẽ bị tăng cái nguy cơ bị rối loạn lipid ở trong máu. Các cháu rất là bé nhưng nếu mà chúng ta làm xét nghiệm với các cháu béo phì, chúng ta cũng thấy là các cháu bị gọi là tăng mỡ máu, rối loạn mỡ máu. Cholesterol xấu thì tăng cao và cholesterol tốt thì nó lại bị xuống thấp và nó làm tăng cái nguy cơ khiến cho các cháu bị sỏi mật. Đây là một cái bệnh lý mà bình thường chỉ gặp ở người lớn tuổi thôi, nhưng các cháu bé là có bị. Vì vậy thì chúng tôi cũng xin khuyến cáo là nếu các cháu bé bị béo phì, chúng ta không nên chủ quan, chúng ta cần phải kiểm tra, tại vì các cháu có thể bị tăng nguy cơ bị sỏi mật, bị tổn thương gan. Đấy là những cái bệnh lý mà hiếm khi chúng ta nhắc đến. Còn khi mà nhắc về béo phì thì thường thường chúng ta sẽ thấy là tăng nguy cơ bị mắc các bệnh mãn tính không lây. Điển hình ở đây đó chính là tăng huyết áp và các bệnh tim mạch. Phần thứ hai là các cháu bị đái tháo đường, đặc biệt là đái tháo đường type 2 và đã xuất hiện rất là nhiều ở tuổi rất là trẻ. Chúng ta cũng có ghi nhận ở Việt Nam các cháu bị đái tháo đường type 2 chỉ có khoảng 7 đến 8, 9 tuổi nhưng đều gặp ở các cháu bị béo phì cả. Yếu tố thứ ba là tác động xấu của béo phì, đó chính là làm tăng nguy cơ một số các cái bệnh lý ung thư. Chúng ta cần phải thấy cái điều này để chúng ta có những cái cảnh báo và những cái điều chỉnh để phòng ngừa bệnh tật cho các cháu. Tiếp theo nữa thì các cháu này thì hay bị tổn thương ở đường hô hấp, biểu hiện là các cháu hay bị ngáy và các cháu bị ngưng thở lúc ngủ. Ngưng thở lúc ngủ như vậy sẽ ảnh hưởng đến sự tăng trưởng cũng như là ảnh hưởng đến cái việc cung cấp oxy não và nó cũng ảnh hưởng xấu đến cái sự phát triển tâm thần kinh của các cháu. Bên cạnh đó thì các cháu bị béo phì cũng tăng cái nguy cơ bị tắc nghẽn đường hô hấp. Nguyên nhân là tại vì nó làm ảnh hưởng đến cái việc trao đổi không khí ở trong trong cái hệ hô hấp của các cháu. Một trong những cái biến chứng khá là nghiêm trọng mà chúng ta cũng cũng có ghi nhận đó là các cháu này sẽ bị dậy thì sớm. Và khi dậy thì sớm thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc lão hóa sớm. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là nếu dậy thì sớm thì có một cái ảnh hưởng là các cháu sẽ bị ngưng cái tăng trưởng chiều cao. Vậy là các cháu sẽ bị thấp, nên mình thấy béo thôi nhưng mà các cháu lại dễ bị thấp cái chiều cao, không đạt được cái chiều cao tối ưu. Bên cạnh đó thì thừa cân béo phì cũng làm tăng nguy cơ cái tình trạng là ức chế về tâm lý và tăng nguy cơ bị các cái rối loạn cảm xúc, rối loạn lo âu. Đây là nếu mà chúng ta tổng hợp thì chúng ta sẽ thấy là có rất là nhiều nguy cơ sức khỏe với các trường hợp bị béo phì ở trẻ em, và đây là lý do tại sao mà chúng ta có rất là nhiều chương trình cảnh báo, và chúng tôi thì thật sự là rất là vui mừng khi mà được mời tham gia chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng. Bởi vì mặc dù là ở các cái vùng vùng xa, tỷ lệ thừa cân béo phì thấp hơn so với các thành phố lớn như các thành phố như là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là Cần Thơ hoặc là Hải Phòng. Tuy nhiên thì một trong những cảnh báo rất là quan trọng là ngay là cả ở các cái vùng nông thôn thì cái tỷ lệ béo phì của trẻ em của chúng ta đã tăng lên rất là nhanh, và chúng ta cần phải lưu ý, bởi vì phòng bệnh thì luôn luôn là tốt hơn là chữa bệnh. Chứ nếu mà chúng ta để các cháu rơi vào các cái tình trạng mà xuất hiện các cái biến chứng thì chúng ta cứ thử tưởng tượng là ngay cả các cái nghiên cứu lớn mà trước đây trong cái thời gian trước dịch Trung tâm Dinh dưỡng Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là rất nhiều đơn vị làm thì đã phát hiện ra cái tỷ lệ mà tăng huyết áp ở trẻ em tuổi học đường khá là cao. Ở trong một số các cái lớp tuổi nó tăng đến khoảng từ 10 đến 15% các trường hợp tăng huyết áp, và yếu tố nguy cơ quan trọng nhất đó là chính là các cháu này đều bị béo phì.
Và chúng tôi cũng rất là lo lắng là bởi vì nó sẽ làm tăng cái nguy cơ đột quỵ tim, đột quỵ não khi mà các cháu này mới còn bước qua khỏi cái tuổi vị thành niên sang tuổi trưởng thành thôi. Vì vậy là chúng ta cùng với nhau phải tìm cách để giúp cho cái tình trạng thừa cân béo phì phải được kiểm soát. Và nếu đã thừa cân béo phì ở trẻ em thì chúng ta can thiệp nó sẽ tốt hơn là chúng ta để trở thành người lớn bị thừa cân béo phì. Và rõ ràng là khi mà trẻ béo phì mà gia đình không can thiệp từ sớm thì sẽ gây ảnh hưởng rất là nghiêm trọng về lâu về dài và sẽ có thể diễn tiến thành một người trưởng thành mà béo phì và đối mặt với rất là nhiều rủi ro. Và trong cái quá trình mà phát triển của trẻ thì không thể tránh khỏi những cái sai lầm mắc phải. Và xin được hỏi bác sĩ Đỗ Thị Ngọc Diệp là thường là có những cái quan điểm sai lầm nào chúng ta cần phải tránh thưa bác sĩ? Và vâng ạ, chắc chắn là chúng ta có khá nhiều những cái gọi là mistake, tức là những cái hiểu không được chính xác lắm về vấn đề nuôi dưỡng trẻ nhỏ. Trong quá trình mà chúng ta nuôi dưỡng trẻ nhỏ thì những cái điểm gì hay ghi nhận khiến cho chúng ta làm cho em bé của chúng ta sinh ra vẫn có cân nặng chiều cao ở trong giới hạn bình thường, nhưng mà đến một thời điểm thì các cháu lại bị tăng cân quá nhiều và sau đó trở thành thừa cân rồi mức độ nặng hơn lại béo phì. Thì một trong những cái quan điểm đó là trẻ em thì phải bụ bẫm thì mới dễ thương, mới tốt cho mọi mặt ở trong mọi lĩnh vực. Thì cái này là cái quan điểm đầu tiên chúng ta cần phải thay đổi. Phần thứ hai là quan điểm là trẻ em mà nó mập mạp một chút thì cũng không sao, béo một chút thì cũng không sao. Từ từ lúc mà cháu lớn thì cháu hiểu biết thì sẽ cho cháu ăn kiêng, sẽ cho cháu nhịn ăn, rồi sẽ cho cháu tập thể dục thì các cháu sẽ gầy đi. Hoặc là bây giờ cứ phải nuôi cho béo béo một chút, sau này cháu lớn lên đi học nhiều lắm, học vất vả lắm, thì lúc đấy là tự nhiên là nó sẽ gầy. Rồi thêm nữa là cũng thấy là có những em bé lúc bé gầy nhưng mà sau này lại thấy mập quá, thì bảo là đấy, thấy chưa, bé gầy thì bây giờ cũng bị mập, vậy thì thôi cứ tốt nhất là nuôi nó cứ mập mập từ đầu. Thì đây là những, tôi chỉ mô tả lại một cái cách diễn đạt rất là thông thường, rất là nhiều phụ huynh khi mà mang các cháu bị béo phì đến gặp bác sĩ Hải hoặc là gặp tôi hoặc là các đồng nghiệp khác thì đều đều đưa ra những cái lời gọi là quan điểm là như thế. Một trong những điểm nữa là đôi khi các bậc cha mẹ cũng có theo dõi rất là nhiều chương trình như chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng của mình và cũng thấy các cái vấn đề cảnh báo. Tuy nhiên là nhiều khi là những cái bậc phụ huynh lớn hơn thì vẫn trước đây thì chúng ta cũng khá là khó khăn nên chúng ta thấy hầu hết là trẻ em rất là gầy, chúng ta muốn trẻ em mập mạp một chút nên là cũng thường hay tạo ra một số các cái áp lực đối với các con hoặc là cháu của mình về việc là cháu phải tăng cân và phải tăng cân nhiều. Đây là cái quan điểm về mặt tư tưởng chúng ta cần phải thay đổi. Phần thứ hai thì trong thực tế thực hành lâm sàng thì chúng ta thấy là cũng có một số các cái điểm mà chúng ta hay không lưu ý. Đó là đầu tiên, đó là chúng ta cho trẻ bú sữa công thức một cách dễ dàng chứ không cho trẻ bú sữa mẹ khi mà trẻ còn trẻ tuổi có thể bú được sữa mẹ. Phần thứ hai đó là cho trẻ ăn dặm quá sớm. Thứ ba là trong cái phần ăn dặm thì cho ăn quá nhiều thịt và gần như không cho ăn cá, cũng không cho ăn đậu, không cho ăn đỗ, không cho ăn tôm mà chủ yếu là ăn ăn thịt thôi, vì lý do là thứ nhất là lành này, ăn cá thì sợ phong ngứa vân vân. Đây cũng là một trong những cái điểm mà khó khăn. Rồi một trong những sai lầm nữa đó là thay vì cho các cháu ăn rau có lá hoặc là ăn các loại củ mà nó năng lượng nó thấp rồi mà nó có nước nhiều, ví dụ như su su hay su hào, thì mình lại thường xuyên là cho ăn các loại khoai, và khoai thì nó là chất bột đường cùng với gạo với cơm, thì chúng ta lại cho ăn quá nhiều các loại khoai cọ như là canh, vì lý do là các cháu ăn nó mềm nó dễ hơn. Đây là trong thực hành thì cũng có vấn đề này. Và một trong những điều nữa đó là dễ dàng cho các cháu uống sữa và có đường, sử dụng sữa đặc có đường, sữa có đường để cho các cháu uống, thay vì chúng ta đối với trẻ em thì chúng ta nên uống sữa mẹ, và khi các cháu lớn thì chúng ta có thể chọn các loại sữa công thức phù hợp và không được bổ sung thêm đường, chúng ta lại cho sử dụng đường này. Rồi cho các cháu đã rất là lớn rồi nhưng mà thường xuyên cho các cháu bú đêm ăn khuya, đây là những cái thói quen mà chúng ta hoàn toàn có thể phòng ngừa được, và nếu chúng ta hiểu kỹ thì chúng ta sẽ giúp cho trẻ của chúng ta tăng trưởng tốt mà không bị rơi vào tình trạng thừa cân béo phì. Dạ. Xin được cảm ơn bác sĩ Đỗ Thị Ngọc Diệp ạ.